Em chào anh. Vâng, chào anh. Anh có thể cho biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, hiện tại anh đang ở đâu? Em là Nguyễn Hồng Thanh, nhà em ở số 17 này, xóm Gốc Mít, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương. Vâng. Em năm nay là em 30 tuổi. Vâng. Hôm nay em xuống ghi hình của anh thì anh kể để biết về quá trình ngày trước anh bị làm sao nhỉ? Cách đây tầm gần 1 năm thì Dạ. là em lao động ở bên Nhật, xuất khẩu lao Dạ. động ấy. Thì là em bê đồ nặng, Dạ. thì là trong quá trình bê đồ nặng em cảm thấy nó khập phát lưng này Dạ. một tiếng rõ to đấy. Thế là sau hôm đấy thì em thấy nó cứ đau đau lên, đau nó kéo xuống chân bên trái, mặt đằng sau chân bên trái này. Dạ. Nó đau, sau đó là người em bị nghiêng 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 dần sang bên này, Dạ. thì là không lao động được. Em có báo báo với cả công ty của em, sau đó em làm việc với ở bên nghiệp đoàn thì là đi khám ở bệnh viện bên Nhật, thì là em bị chẩn đoán là thoát vị đĩa Dạ vâng. đệm. Anh, cái cơn đau của anh và chỉ đúng đau của anh như là anh kể cho em biết được không? Cơn đau của em thì là nó đau về ban ngày, nhưng mà vào buổi sáng thức dậy thì là cực kỳ đau. Dạ vâng. Có nghĩa là em buổi sáng thức dậy em lấy chân của em đứng dậy thì là nó nhói lên, nó Dạ. giật giật tung người lên đấy. Vâng, anh đau ở bên nào nhiều? Em đau bên trái, Dạ vâng. đằng sau bắp trên bên trái. Sau khi chụp chiếu ở bên Nhật về thì anh con đường điều trị của anh như nào? Em chụp chiếu bên Nhật thì là em có được điều trị bên Nhật, Dạ vâng. thế nhưng mà bên đấy người ta dùng thuốc tây Dạ. và thuốc giảm đau, thì là em thấy là càng ngày nó càng đau lên, Dạ vâng. nặng bệnh lên. Sau đó em quyết định là xin xin về nước. Dạ vâng. Sau khi anh về nước thì anh tìm hiểu như nào, anh biết cơ duyên biết nhà thuốc chúng em? Em thì là em tìm hiểu nhà thuốc Lương Y Lại Văn Thoan này, Lương Dạ. Y Lại Tiến Thạc từ lúc ở bên Nhật cơ. Dạ. Em thì em vào YouTube ấy, Dạ. YouTube em ấn chữ là thoát vị đĩa đệm chữa khỏi hẳn, Dạ thì vâng. là em ra thấy nhiều nhà thuốc, nhưng em thấy nhà thuốc mình là rất là đông đông quý vị mà đã được khỏi hẳn rồi, Dạ người ta vâng. nói mà rất thật đấy. Dạ vâng. Và em tự nhiên là em cảm thấy là mình tin tưởng. Sau đó em về nước là em có nói mẹ em mà cho em lên cầu Hạ Dục Hà Tây gặp anh Thoan. Dạ vâng. Từ đầu thì bảo gặp bác Thạc, nhưng mà lên đấy không gặp bác Thạc đâu cả, thì thấy mỗi anh Thoan anh ấy bốc thuốc thôi Vâng. đấy. Thế Bây là giờ là nghe là bố em truyền lại cho em rồi. vâng, Em hỏi thêm anh là cái cơn đau và triệu chứng đau của anh âm ỉ ngày và đêm nhiều. bệnh của em thì là nó nặng nhất là lúc từ tầm 4 rưỡi chiều đổ đi, Dạ vâng. với cả hôm nào mà trái đau trở dời ấy, Dạ. thì là nó đau đau một cách rõ rệt luôn Dạ đấy. vâng. Anh kể rộng hơn là cái cơn đau của anh như nào? Cơn đau của em thì nó cứ đau đau ở đằng sau chỗ đốt L5 này, Dạ kéo vâng. xuống hông, xong rồi kéo xuống bắp đùi lon, Dạ. đùi non rồi đến bắp chuối, xong rồi kéo xuống gót. Dạ vâng. Rồi anh đi lại có bình thường không? Em đi lại thì có những lúc bình thường là đi lại nhưng mà là được, nhưng mà nó cong người. Dạ. Có những lúc không bình thường thì là gần như là tốt nhất là nằm thì tốt hơn, vì nó đau Dạ. quá, Anh đi cong và lệch người đúng không? cong lệch người. Anh đi lệch người về bên nào nhỉ? Em lệch người về bên tay phải nhiều. Dạ vâng. Anh đi lệch và cong người như vậy trong kéo dài bao nhiêu tháng? Em đi lệch cong người kéo dài tầm 2 tháng. 2 tháng. Lúc đó anh đi lại hàng ngày có bình thường không? Lên cầu thang có bình thường không? Em đi lại lên cầu thang thì là phải cố lên Dạ vâng. với đau. Anh đi lại lệch người thì lúc đó cái tư tưởng của anh có chán nản nhiều không? Em thực sự là nghe nhiều người người ta bảo là đi mổ ấy, Dạ. thì là có nhiều người làm liệt luôn ấy. Thì là lúc ấy là thực sự là mình còn trẻ mà đang tuổi Dạ. lao động mà chưa chưa vợ con gì mà bị như thế này là xác định là rất là lo, sợ Dạ nhiều vâng. làm liệt luôn ấy. Ngày trước thì anh đau nhiều và đi lệch người trong vòng 2 tháng đúng không? Vâng, đúng rồi. Lúc đó thì thời điểm đó anh ăn ngủ các bình thường không? Em thời điểm đó thì em ăn ăn thì ăn ít đi, Dạ. ăn vì là cứ nghĩ là kiểu như là ăn ăn nhiều cảm giác nó đau lên, Dạ vâng. lúc mà lặng bụng nó đau lên. Dạ vâng. Giấc ngủ anh có được ngon giấc không? Ngủ đi hoàn toàn là không ngon giấc, Dạ vâng. nó về đêm nó hay đau quá đêm mà nó giật một phát, hoặc là nó cứ kiểu bắt mình phải trở người Dạ vâng. đấy, trở người Còn đang ngủ không yên. ngủ không yên.
Sau khi anh biết nhà thuốc đồng em thì anh lên nhà thuốc đồng em được nghỉ phép, nhà thuốc điều trị pháp như nào? Em lên thì anh Thoan anh bảo là anh bảo của cậu là trung bình khoảng tầm 4 đến 6 tháng Dạ vâng. thì của cậu bị lặng. Dạ. Anh lên anh cho em thuốc đắp mới cả là thuốc sắc uống. Dạ vâng. Thuốc sắc thì là anh bảo là 3 ngày một một thang. Dạ vâng. Còn thuốc đắp thì là một miếng là 5 ngày. 5 ngày. Để em tuân thủ. Mới đầu điều trị bệnh tình nhà thuốc có bệnh anh có đau lên hay giảm luôn? Mới đầu thì trong một tháng đầu thì thực sự là nó đau đau hơn. Dạ. Nó đau hơn. Thì mình em có gọi đến nhà anh Thoan từ lúc chữa bệnh, bắt đầu chữa bệnh nhá. Dạ. Đến lúc bây giờ em gọi tầm 4 lần. 4 lần. Thì là trong 2 tháng đầu em gọi, một tháng đầu em gọi 3 lần rồi. Dạ vâng. Hỏi anh Thoan về tại sao nó đau lên thì anh cứ bảo cậu cứ yên tâm. Đấy. Rồi cuối cùng nó ra giảm. Thì đến tháng thứ hai thì đúng là nó giảm thật. Nó Dạ. giảm một cách gọi là như kiểu gọi là mất theo từng ngày một đấy. Dạ Đấy. vâng. Mất đi cơn đau. Anh điều trị tổng là thuốc được bao nhiêu tháng? Em điều trị tổng nhà thuốc là khoảng tầm 6 tháng. 6 tháng. Vâng. Từ đó anh khỏi được mấy tháng rồi? Em khỏi được là 5 tháng rồi. 5 tháng. Vâng. Hiện tại anh làm việc bình thường chưa? Hiện tại em có thể làm việc lặng và là em không thấy hấn gì cả. Không thấy đau nữa. Không thấy đau nữa. Em hỏi thêm nữa là ngày trước anh đau nhiều và anh đi lệch người. Nhưng mà cái tâm trạng và tư tưởng của anh, suy nghĩ anh có thấy chán nản nhiều không? Nói chung là rất là gọi là lo lắng và là cảm giác như mình sợ, lo sợ mình không làm được việc lại nhé. Vâng. Em còn nhớ anh lên cầu thang của nhà thuốc thì anh đi nhặt gạch người mà mẹ anh phải dìu. Vâng Lúc đúng đó cái cơn đau anh nặng nặng đúng không? vâng đúng Anh đắp thuốc về thì bệnh tình đau lên. đắp trong vòng một tháng đầu là đau lên. Vâng. Lúc đó cái tư tưởng của anh thấy có tư tưởng nhà thuốc không? Em thì là mỗi lần em cảm thấy là cái sự tin tưởng mà nó bị giảm đi một tí thì em Dạ. lại mở kênh YouTube của anh Thoan lên, anh em nghe những người nào người ta bệnh nhân ấy, Dạ vâng. người ta khỏi rồi thì em lại lại yên tâm. Dạ vâng. Hôm nay em xuống ghi hình của anh thì anh có cảm nhận nhà thuốc em điều trị bệnh cho anh có hiệu quả không? Thực sự là bệnh của em thì đi đâu người ta cũng bảo nó bệnh này thì không chữa được đâu. Dạ vâng. Thế nhưng mà đến bây giờ thì em nghĩ là nó còn do gặp thầy gặp thuốc hay không. Dạ vâng. Anh có dự kiến tương lai anh, sang năm mới anh có sẽ đi sang Nhật tiếp không? Em thì em đang tính đi nước ngoài nhưng mà còn xem giấy tờ thế nào. Dạ vâng. Anh đi xong rồi lao động bên Nhật là do bệnh tình nặng quá anh lại xin về nước Vâng. và điều trị nhà thuốc được 6 tháng, anh khỏi được 5 tháng rồi, hiện tại anh khỏi hoàn toàn rồi nhé. Vâng. Hiện nay xuống ghi hình thực tế về quá trình khỏi bệnh. Đằng sau kia là cột cờ đài phát thanh của tỉnh Hải Dương đúng không? Vâng, Vâng. đây thanh tỉnh. Em ghi hình thì em sẽ ghi hình những nơi địa điểm địa danh mà vùng tỉnh có cái địa danh nổi tiếng một tí để ghi lại những hình ảnh kỷ niệm. Hôm nay nhà thuốc ghi hình thì em thay mặt nhà thuốc thì em cảm ơn anh và chúc anh gia đình luôn khỏe nhé. Vâng. Em chào anh ạ. Vâng, chào nhà thuốc nhé. Dạ vâng. Cảm ơn nhà thuốc nhiều. Dạ. Em chào anh. Vâng, em chào anh ạ. Anh cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán hiện tại anh đang sinh sống ở đâu? Em tên là Bùi Xuân Đàm, năm nay 38 tuổi, nơi cư trú tại khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Dạ vâng, hôm nay xuống phòng hình ảnh của anh thì anh có thể tâm sự đôi lời thì em biết về quá trình ngày trước anh bị làm sao không ạ? Dạ, cách đây 5 năm về trước là em đau. Đấy, thế là đi lên bệnh viện chụp cộng hưởng từ thì các bác sĩ bảo là bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và lưng. Dạ vâng. Sau khi anh đau như nào anh đi chụp chiếu? Dạ, đau không đi được ạ. Dạ vâng. Anh đau như vậy thì kéo dài bao nhiêu thời gian? Dạ, đau kéo dài kéo đau mất 4 năm. Một năm thứ năm thì là đau không đi được, phải bám và người nhờ người thân để trợ giúp, không tự chăm sóc cho bản thân mình. À có nghe anh đau nhiều quá anh Đau nhiều quá không đi không đi lại được, được. cổ cứng ạ. Dạ vâng. Vâng. Cái cơn đau, cái triệu chứng đau của anh như nào? Triệu chứng đau là hai cái tại đầu tiên là hai cái tay nó tê, Dạ vâng. hoa mắt chóng mặt, bị thoát vị đĩa đệm thì cái nó chèn vào dây toàn bộ dây chẳng đưa máu lưu thông lên trên 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 đầu. Dạ Thế vâng. cho nên là không 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 đứng được. Không đứng được. Lúc anh đau nhiều như vậy thì anh đi chụp chiếu đích xác anh bị làm sao? Dạ, đích xác bác chụp cộng hưởng từ ở
tuyến bệnh viện tỉnh, thì là bác sĩ bảo là bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng và cổ. Dạ vâng. Sau khi anh chụp chiếu ở viện, anh có điều trị ở viện không? Dạ em đã điều trị ở viện một thời gian nhưng không 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 có uống hết thuốc thì lại đau. Dạ. Anh điều trị ở viện bằng pháp như nào? Bằng biện pháp là uống thuốc tây và vật lý trị liệu. Dạ vâng. Sau khi trong suốt 5 năm đấy, hàng ngày bệnh tình anh là đau đớn nhiều đúng không? Vâng ạ. Và trong vòng sang năm thứ 5 thì một tháng anh đau là không lại được. Vâng. Lúc đó anh đau nhiều như vậy thì mọi sinh hoạt hàng cá nhân anh có tự vụ được không? Không ạ, không không tự chăm sóc được cho bản thân mình, phải nhờ người thân để trợ giúp ạ. Dạ vâng, lúc đó anh đau nhiều như vậy ai là người chăm anh thường xuyên? Vợ và con ạ. Dạ vâng. Vâng ạ. Sau khi anh đau nhiều và không lại được thì cái cơ duyên nào anh biết được nhà thuốc chúng em? Dạ nghe thấy các bác các cô giới thiệu lên địa chỉ là cầu Hạ Dục, Chương Mỹ, Hà Nội. Dạ, có nhà thuốc Lại Văn Thoan ở trên chỗ cầu Hạ Dục. Dạ. Thế là em mới lên trên đấy để nhờ nhà thuốc thăm khám và điều trị bệnh. Dạ vâng. Anh đến nhà thuốc em được nhà thuốc em điều trị những pháp như nào? Dạ nhà thuốc thăm khám và điều trị bằng phương pháp là uống thuốc và đắp lá. Vâng. Anh uống thuốc thang 3 ngày một thang và thuốc lá đắp thì 3 ngày một miếng. Thuốc uống thì là 3 ngày uống một thang. Dạ. Thuốc đắp thì là 5 ngày đắp một miếng ạ. Vâng. Mới đầu điều trị bệnh của nhà thuốc thì bệnh tình của anh có đau lên hay là thuyên giảm luôn? Mới thời kỳ đầu điều trị ở nhà thuốc thì 5-6 ngày đầu thì bệnh tình thì càng ngày càng đau tăng lên ạ. Vâng. Cái lúc đó anh đau, bệnh tình đau nặng lên thì tư tưởng anh có chán nản không hay hoang mang nhiều không? Dạ cũng thấy chán nản. Dạ. Nhưng các nhà thuốc bảo uống là cứ kiên trì uống, thế là ngày thứ khoảng 5-6 ngày thì nó đau tăng lên, đến ngày thứ 7-8 dạ. Thì nó giảm dần đi. Dạ, vâng. Đấy, sau khoảng tầm khoảng 20 ngày đổ ra thì là cảm thấy người nó nhẹ nhõm. Dạ. không còn đau nữa. Lúc đó cái triệu chứng đau của anh, chữ tê và nhức mỏi hoắt trong mặt của anh có còn không? Dạ bây giờ thì không còn ạ. Vâng. Anh tổng nhà thuốc được mấy tháng anh khỏi hoàn toàn? Dạ em điều trị tại nhà thuốc là 3 tháng thì vâng. Là khỏi, đến nay là khỏi hoàn toàn. Vâng, anh khỏi được bao năm rồi? Dạ em khỏi được 1 năm rồi ạ. Vâng. Trong suốt 1 năm qua thì chẳng hạn giờ anh có đau được không? Dạ không ạ. Vâng. Làm việc bình thường rồi. Vâng ạ. Cái triệu chứng tê đau nhức mỏi có còn được không? Dạ không còn nữa. Vâng. Vâng. Lúc anh đau nhiều như vậy thì anh đi lệch người với bên nào nhiều? Lệch ở bên tay phải ạ. Vâng. Đi lại là khó khăn. Vâng. Trong suốt 1 tháng đó thì cái tâm lý của anh có tin là mình có ngày khỏi bệnh không? Dạ em có, bởi vì các cụ nói là có bệnh thì vái tứ phương, thì em cũng lên chỗ địa chỉ của nhà thuốc ở chỗ cầu Hạ Dục, dạ. Chương Mỹ, Hà Nội, thì em cũng tin tưởng vào nhà thuốc ạ. Vâng. Cái ngày hiện tại của anh làm nghề gì? Dạ em làm trang trại ạ. Dạ đây là trước cửa là mình là ao đúng không? Ao ở vườn. Trước cửa ao và qua ao kia là nhà máy nhiệt điện Kinh Môn. Dạ vâng. Em hỏi anh là trong suốt 1 năm đó anh làm việc lao động bình thường có đau được không? Dạ không ạ. Vâng. Anh điều trị tổng ở thuốc được 3 tháng đúng không? Vâng ạ. Cả đắp cả uống. Vâng ạ. Mới đầu bệnh tình là đau lên. Vâng ạ. Và có hơi một lo lắng một chút. Vâng ạ. Và sau đó thì anh đã giảm dần. Vâng ạ. Và tổng điều trị 3 tháng anh khỏi hoàn toàn. Vâng ạ. Và từ đó nay khỏi được 1 năm rồi đúng không? Vâng ạ. Trong suốt 1 năm qua thì anh còn đau nhức mỏi tê bì nữa không? Dạ không ạ. Vâng. Hôm nay em xuống ghi hình của anh thì anh có cảm nhận thuốc em điều trị bệnh cho anh có hiệu quả không? Dạ có ạ. Vâng. Anh có tâm sự đôi lời về căn nhà thuốc của em có? Dạ qua ekip chương trình thì em cũng trước tiên em cũng có cảm ơn nhà thuốc, cảm dạ. ơn các anh các chị làm trong cơ quan đã tạo mọi điều kiện dạ. Khám và điều trị khỏi bệnh cho những người như bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng và cổ như em ạ. Dạ vâng. Ngày trước anh thoát vị cổ và lưng thì anh đau đầu về bên mảng bên nào nhiều? Đau nửa đầu ạ. Dạ vâng. Hay là anh đau cả vai tay cả đầu? Vâng ạ. Anh đau về kịch liệt nhất về ban ngày ban đêm nhiều? Dạ về buổi chiều và vẫn đêm ạ. Dạ, buổi vâng. chiều nó đau lắm, hôm buổi chiều cứ ngồi là ướt 4 cái áo. Dạ, nó vâng. đau quá, mồ hôi nó ra ướt 4 cái áo. Dạ vâng. Vâng ạ. Đau rất là nhiều đúng không? Vâng ạ. Lúc đó anh đau nhiều như vậy thì anh có ăn ngủ bình thường không?
Dạ nó đau không không ăn được một bữa, chỉ ăn một bát cơm thôi. Vâng, Vâng. đi lại là khó Không, khăn, khó là khăn ạ. phải Vâng. viện tường mà có người dìu Vâng. trong suốt 1 tháng, Vâng. vợ là người chăm anh Vâng. và con anh Vâng. là chắc là con chỉ có phụ bố là đứng lên ngồi xuống đó. Vâng. Đau rất là nhiều. Thế hôm nay em xuống cái hình ảnh của anh thì cảm ơn anh và chúc anh gia đình luôn mạnh khỏe, và thêm là thuốc thì em cảm ơn anh đã bớt chút thời gian này cho em cái hình thực tế và cái hình điều trị khỏi thoát vị đốt sống cổ và thoát vị đốt sống lưng nhé. Vâng. Vâng, em chào anh ạ. Vâng, em qua chị ekip chương trình, em xin được cảm ơn, cảm ơn nhà thuốc. Dạ. Vâng. Dạ vâng, em chào anh ạ. Vâng, em chào anh ạ. Cháu chào bác ạ. Bác cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán bác đang ở đâu? Tôi là Đỗ Xuân Hiếu, Dạ. nhà tôi hiện nay là ở số nhà 25 Quyết Thắng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Bác cho tâm Dương. sự với cho con về quá trình đi bệnh của anh như nào? Đấy. Đối với bệnh của tôi thì cái bệnh đĩa đệm này thì nó nói thực ra thì nó đã bị đau hàng mấy chục năm nay rồi. Dạ vâng. Đấy. Từ lúc tôi còn trẻ tôi không biết biểu hiện đấy là cái sự đĩa đệm. Ví dụ như rằng là có những năm tôi làm việc do cái bệnh nghề nghiệp đứng một tư thế rồi tôi thấy chân nó đau nó tê đấy, cứ thế là đi châm cứu liên tiếp, rồi cũng 2-3 lần tôi cúi lên cúi xuống bê lặng thì lưng thì nó kêu cái khập phát ra, thế là dần dần nó cứ dẫn dẫn lên và đến hậu quả cuối cùng là sau khi này tôi thấy đau quá tôi đi viện thì người ta khám người ta nói là tôi đã bị đĩa đệm 3-4 năm, số 3 số 4 số 5 thì thế. Còn tôi thì chính thức là tôi bị lặng nhất là thời kỳ bước vào đầu năm 2017 và tôi đau mức độ tôi cũng không 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 đi được. Bằng đau như vậy kéo dài bao thời gian mà không ai được đi lại được? Tôi đau như thế thì lúc mà nằm giường thì tôi khoảng chừng mất khoảng chừng độ 4 tháng là tôi dậy rất chi là đau, tôi phải lân giường và tôi đi có sự hỗ trợ của các con. Lúc đó bác đau nhiều cái nào nhất, và đau kiểu đau thì chúng đau kéo dài về ngày về đêm nhiều? Tôi thì cái đau của tôi đấy thì đầu tiên là tôi thấy nó hiện tượng là nó tê chân, tê xuống chân, thế rồi dần dần là có một cái câu chuyện mà đêm hôm đó tôi đau thì đau lâu thế nhưng vẫn hoạt động vẫn đi được, thế nhưng đêm hôm đó tôi làm tự nhiên không biết bị tư thế làm thế nào đó thì sáng ngày mai dậy tôi thấy bị tê chân, thế xong tôi thấy tê chân và đến chiều tối tôi quyết định là đi thể dục, nhưng khi tôi đi bộ xuống thể dục rồi tôi đi không nổi 100 mét, cuối cùng nó chèn vào dây thần kinh tê chân nóng chân và cùng tôi không đi được nữa, thì lúc ấy tôi biết là mình bị xẹp đĩa đệm. Thì sau cái đau đấy thì tôi đi khám bảo hiểm thì người ta cũng kết luận tôi là bị đau đĩa đệm, tức là tôi đau trong cái gì đó. Nếu có đau như vậy bác điều trị ở đâu không? Khi đau như thế thì tôi cũng đã đi hỏi và tôi cũng đang công tác ở nhà nước, thế nên tôi đi điều trị bằng xuống bệnh viện y học cổ truyền Dạ. của tỉnh Hải Dương. Dạ vâng. Tôi điều trị 1 tháng, thế rồi tôi đi tìm các thầy châm cứu đấy, thế nhưng tôi cũng không thấy nó chuyển biến được nhiều Dạ. đấy, không chuyển biến được 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 được, được nhiều lắm. Sau đó là tôi quyết định là tôi dở trên mạng tôi xem thì cũng rất nhiều nhà thuốc Dạ. và tôi cũng chưa quyết định mua thuốc của ai, đấy là quả thật, bởi vì tôi cũng không 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 có cái gì để ai nói cho tôi được biết rõ đạt cái sự tin tưởng mà tôi đã quyết định mua thuốc Dạ đấy, vâng. là trong cái nguyên nhân đấy. Thì sau khi bác điều trị một hơi không hiệu quả, cơ như nào biết nhà thuốc thì qua. Tôi thì nội dung thì khi nói câu chuyện mà biết nhà thuốc Đại Văn Thoan thì hoàn toàn không có ai bảo tôi, Dạ vâng. mà vô tình tôi đau quá và đến một cái dịp mà tôi cần phải
có cái việc là đi về quê ngoại của tôi ở Nghệ An. Tôi xét thấy leo lưng đau này không được, xong hôm đó tôi quyết định bật mạng tôi xem thì rất nhiều nhà thuốc nói chữa được bệnh này. Nhưng tôi xem có những cái phóng sự của nhiều nhà thuốc và cuối cùng tôi đã quyết định tôi lựa chọn. Tôi chọn tới cái số điện thoại của nhà nước, của nhà nước, nhà thuốc Lại Văn Thoan. Thế thì tôi có nghĩ như thế này, tức là dù thế nào chăng nữa thì khi người ta đã đưa lên trên thông tin đại chúng thì người ta cũng phải có một cái khả năng gì đó thì người ta mới đưa. Tôi suy nghĩ như thế, và đây tôi cũng trao đổi thực với nhà thuốc rằng tôi có đặt cái vấn đề nếu như nếu nhà thuốc làm không có uy tín thì chắc là tôi cũng chỉ có mất một tháng thuốc thôi, cũng không là cái gì với tôi cả. Nên tôi quyết định là tôi tìm đến nhà thuốc Lại Văn Thoan. Sau khi bác về nhà thuốc con được nhà thuốc điều trị pháp thế nào? Tôi sau khi tôi đến nhà thuốc thì tôi được nương y Lại Văn Thoan hướng dẫn cách sắc thuốc và cách đắp thuốc. Thì quả thực là sau khi tôi cầm thuốc về và tôi đắp cũng như lời của nhà thuốc hướng dẫn thì tôi thấy bệnh của tôi chuyển biến dần dần. Mới đầu uống thuốc giảm luôn này, bệnh của bác đau lên. Tôi thì chính xác là tôi còn nhớ rằng là khi cái ngày đầu tiên tôi đắp đến hơn chục ngày tôi không thấy chuyển biến gì cả. Và khoảng chừng đến ngày 15 tôi thấy đau quá. Đắp vào nó đau. Nhưng cái việc đó tôi cũng rất hiểu về trong vấn đề trị thuốc nam. Nên tôi cũng cương quyết là tôi kiên trì đến cùng. Và tôi điều trị nhà thuốc từ cái giai đoạn đó. Tổng cộng bác điều trị bao nhiêu tháng thì bệnh bác khỏi hoàn toàn? Cho đến đợt này đấy thì có thể là tổng kết lại là tôi đã trải qua là 4 lần cắt thuốc. Tức là 4 tháng. Là 4 tháng. Vâng. Là cắt thuốc của nhà thuốc là mỗi lần là 1 tháng. Là tôi đã cắt tổng cộng là 4 tháng. 4 tháng. Hiện tại bác khỏi được bao nhiêu thời gian rồi? Hiện nay tôi khỏi được độ 1 năm rồi. 1 năm. 1 năm rồi. Bác còn đau đớn gì không? Đau đớn thì hiện nay là tôi cũng đi lại bình thường. Thế nhưng mình vẫn còn kiêng kỵ, mình không dám làm những việc nặng như mọi khi nữa. Ngày trước này cái cơn đau mà nặng nhất của bác kéo dài âm ỉ bao thời gian? Tôi nói thực cái cơn đau của tôi thì tôi hôm nay nói tâm sự thật nhà thuốc là cái đau của cái đĩa đệm này thì tôi bị mấy chục năm rồi. Nhưng cái không đi được thì tôi nói là từ năm 2017. Còn nói về đúng thời gian trước, kể cả những cái lúc mà tôi đau chân đến mức độ đêm tôi động phải gác chân ngược lên. Thế, bởi vì là lúc cái máu nó dồn xuống mình không biết. Thì tóm lại có thể nói câu tổng quát là đêm ngủ không ngon. Nó cứ đau, nó cứ giật. Thế nhưng từ khi cắt thuốc về nay tôi thấy ngủ nó cũng tốt hơn, tại vì nó còn không hiện tượng đau nữa. Không đau nữa. Vâng, đấy là trong suốt một năm nữa bác làm việc ngủ rất là không đau nữa. Tôi ngủ thế là không đau nữa. Vâng. Và tôi cũng nói luôn là ngoài nhà thuốc ra thì tôi cũng xem các cái liệu trình mà nhà thuốc hướng dẫn cũng như ở ngoài bệnh viện đấy, phục hồi chức năng đấy. Thì tôi còn phải đóng xà đơn để tôi co thả người vân vân đấy. Đu xà bơi. Đu xà đó. Tôi cũng đóng cái xà đơn xong tôi đu. Đấy, nhiều khi tôi ngồi tôi làm việc thấy là lưng hơi mỏi tôi đu cái tôi thấy cũng thoải mái. Bác có tâm sự về hiệu quả nhà thuốc con điều trị của bệnh bác hiệu quả không? Tôi nói đây mà xin tâm sự cách thật lòng. Tức tôi nghĩ rằng là tôi đi đến nhà thuốc gia truyền của Lại Văn Thoan đấy là một cái cách đi đúng hướng. Bởi vì ngay cuộc sống cảnh tôi đã nhiều thấy trường hợp đi mổ rồi là đi thế nọ thế kia, cái việc đó đây là tùy mỗi người, tôi không bình luận, nhưng tôi xét đến bản thân tôi chọn con đường đi đến nhà thuốc là cái con đường đã đúng đến đáp số của nó. Thế là rất là mừng nhau. Hôm nay con được tin bác là khỏi bệnh, con cất công xuống tận Hải Dương để phỏng vấn và ghi nhà thực tế được khỏi bệnh pháp vị đệm mạch xẹp đệm tại Hà Phước. Thế thay mặt Hà Phước thì con nó không biết nói gì hơn. Con cảm bác và chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe nhé. Tôi cũng xin có lời tâm sự với nhà thuốc như sau. Quả thật từ bản thân tôi bị và cũng như hiện nay trong bạn bè gia đình tôi cũng nhiều người bị. Tôi cũng đã tâm sự với người ta về cách tôi điều trị. Nhưng cũng có những người tin hoặc
người khác không tin. Thì tôi cho việc này nhà thuốc cũng phải xem xét lại một cách nghiêm túc để cho cái cách tiếp cận của mình với bệnh nhân đấy nó có tốt hơn. Làm cái gì thì làm, dân Việt mình á, người ta không tiếc tiền nhưng người ta chỉ sợ cái việc nó không hiệu quả. Tức là ý tôi nói lòng tin, tức là làm mọi điều mà ta có lòng tin thì ta sẽ chiến thắng. Cũng như tôi đấy, tôi đắp thuốc của nhà thuốc sau khi đau giật lên nhưng tôi khẳng định rằng là tôi phải tin chữa khỏi. Thì cái đấy tôi đã vượt qua, thì tôi cũng có điều đề nghị nhà thuốc như thế. Trong cái công tác tuyên truyền cũng như quảng cáo, và mình làm với cái thiện tâm của mình là thầy thuốc. Dạ, con hiểu. Vì chính vì cái lòng tin đó và chính vì người bệnh thì con đã cất công xuống tận Hải Dương này tâm sự đôi lời và muốn bác chia sẻ về quá trình điều trị khỏi thực tế của nhà thuốc. Thì nhân đây thì con chân thành cảm ơn bác và những tất cả các lời nói tâm sự thật lòng từ người bệnh với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ cố gắng phát huy phát triển những đơn thuốc và những bài thuốc hiệu quả hơn. Tôi cũng tâm sự điều nữa với nhà thuốc thế này. Ở đất Hải Dương là cái đất nơi tôi đang sống hiện nay. Mà sau khi qua cuộc trao đổi điện thoại thì nhà thuốc đã về đây phỏng vấn tôi. Và quê gốc của tôi là quê Thanh Hà, quê Vải. Độc hai quê hương đấy, tôi thấy xung quanh tôi cũng rất nhiều người đau địa đệm. Tôi nói thực sự như thế, rất nhiều người, không phải ít người. Thế là cái việc này thì tôi nghĩ rằng là cũng như cái việc mà tôi đã giới thiệu cho một số người sau khi đến nhà thuốc mua cắt thuốc và hiện nay khỏi, thì tôi nghĩ rằng là qua những cái chuyện như thế thì nói riêng tỉnh Hải Dương và nói chung trên mọi người bệnh trên toàn quốc, để ta tìm đến một địa chỉ nào chạy chữa, nhất là bệnh thoái vị địa đệm, mà ta phải có sự tin tưởng. Đúng thì hãng hạ quyết tâm. Thế còn làm việc gì mà ta không tin tưởng thì cũng không nên đặt vấn đề. Mình phải có cái bản lĩnh riêng của mình. Đấy là ý kiến của tôi. Con hiểu ạ. Và con cảm ơn nhé. Chào chào bác ạ. Bác cho biết về họ tên, quê quán, hiện tại bác đang ở đâu? Tôi Lê Văn Thăng. Dạ. Đội 1, thôn Văn Sơn, xã Nam Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Vâng. Hôm nay tôi xuống ghi hình của bác thì bác có thể kể con biết được quá trình ngày trước bác bị làm sao không ạ? Tôi bị thoát vị địa đệm. Cũng nên Việt Đức nhiều uống thuốc nó không đỡ. Bác bị thoát vị địa đệm, bác đau nào mà bác bị chụp chiều ạ? Nó cứ đau xong nó dồn xuống chân trái này. Dạ. Bác đau như vậy kéo dài bao nhiêu lâu? Đau nó 2-3 tháng, nó hầu như nằm đâu nằm đấy. Vâng. Bác đau kéo dài 2-3 tháng thì bác đau ở bên nào nhiều? Đau bên chủ yếu là bên chân trái này, bên này ở lưng. Vâng. Thế cơn đau của bác biểu hiện về ngày, nặng về ngày, nặng về đêm nhiều? Nói chung là cả ngày đêm. Vâng. Bác đau nhiều như vậy, bác đi chụp chiếu, bác biết là khi viện bảo bác bị thoát vị đấy thì bác điều trị ở viện không? Tôi thì lấy thuốc ở viện về. Vâng. Bác điều trị ở viện lấy thuốc bao nhiêu ngày? Tôi lấy thuốc, lấy nhiều thuốc lắm. Dạ. Điều mà buồn về uống nó chả đỡ gì. Vâng. Bác đau kịch nhật tổng cộng là mấy tháng? Nó dồn vào rồi 3 tháng là đau. Vâng. Bác đã kể tỉ mỉ hơn con cơn đau của bác như nào không? Đau hầu như là đêm, thậm chí là cả đêm không ngủ được. Dạ. Đêm không ngủ được, lúc đó bác đi lại khó khăn nhiều không? Đi lại khó lắm, độc nằm thôi. Nếu vợ thỉnh thoảng này còn đút cho ăn nữa. À, có nghĩa là đau không ngồi được. Không ngồi được, cứ phải nằm. Bác gái mình đút cho ăn. Rồi. Trong vòng bao nhiêu tháng bác còn nhớ không? Trong vòng chắc 3-4 tháng. 3-4 tháng. Nhưng mà đi lại là khó khăn đúng không? Đi lại khó lắm. Vâng, vợ phải chăm. Rồi. Từ sinh hoạt. Rồi. Đúng không? Ăn uống hàng ngày. Rồi. Sau khi bác đau như vậy thì cơ duyên nào biết nhà thuốc chúng con? Tôi thì thấy mấy anh về ăn dỗ gia đình, thêm mấy anh bọn có thầy thuốc ở trên Trung Mỹ Hà Nội. Dạ. Uống thuốc khỏi hẳn, nói thế thì tôi cũng xin địa chỉ, tôi nên. Dạ vâng. Sau khi về nhà thuốc chúng con được nhà thuốc con điều trị những pháp như nào?
Nói chung là thầy thuốc dặn là về mình uống thế, kiêng thì mình kiêng thế. Vâng. Bác đến nhà thuốc con điều trị những phương pháp như nào bác còn nhớ không? Có vừa đắp vừa uống. Vâng. Nếu điều trị bệnh nhà thuốc thì bác uống thuốc vào và đắp ra thuốc vào. Vậy nhưng còn đau lên hay giảm luôn? Nó giảm nhiều. Dạ, giảm. Bây giờ hiện tại là đi lại ngon lành. Bác uống thang thứ mấy thì bác giảm? Uống chục nói chung là rơi khoảng tuần cái đấy là giảm hẳn. Giảm hẳn. Giảm hẳn. Bác uống tổng là thuốc được mấy tháng bệnh tình như bác khỏi hoàn toàn? 4 tháng là khỏi hoàn toàn. Từ hôm nay bác khỏi được bao nhiêu năm rồi? 1 năm. 1 năm rồi. Trong suốt 1 năm qua nghề nghiệp hiện tại bác làm nghề gì? Nghề tôi thì làm nghề bốc vác. Dạ. Cà rốt. Dạ vâng. Làm nông, làm ruộng. Làm nông, làm ruộng. Công việc có nặng nhọc không bác? Nặng chứ, bao cà rốt toàn 70-80 cân thôi. Dạ vâng. Trong suốt 1 năm qua bác lao động, bác làm việc bác còn đau được không? Nó không đau. Không đau. Ngày trước bác đau nhiều thì bác còn làm việc được không? Ngày trước đau nhiều làm sao được nữa? Dạ. Đau cũng ở nhà. Ở nhà. Không làm được, làm thì nó đau, làm sao được? Vâng. Lúc bác đi chụp chiếu ở viện thì chị ở viện có điều gì mổ hay là viện bảo tồn cái bác? Ê, viện thì nó cũng bảo mình mổ, nhưng dạ. Mà mổ thì nó bảo 50-50. Dạ. Thế mình thôi thì về uống thuốc điều trị cho nó ấy chứ mổ 50-50, một là đi được, hai là không đi được cũng rất là mệt. Vâng. Bác điều trị nhà thuốc thì bác cảm nhận nhà thuốc con điều trị có hiệu quả không? Nói chung là quá hiệu quả rồi. Dạ vâng. Thì hôm nay con ghi hình phỏng vấn thực tế của bác về quá trình bác điều trị khỏi thoát vị của nhà thuốc. Nó đi được 4 tháng và khoảng được 1 năm rồi. Rồi. Bác đau trong vòng 2-3 tháng đúng không? Rồi. Không đi lại được. Không đi lại được. Lúc đó bác gái chăm. Thì cái tư tưởng của bác lúc đó bệnh tình của bác nặng như vậy bác có thấy hoang mang và chán nản nhiều không? Nó trùng chán. Nhưng bây giờ mình đang đi lại được, mình làm được. Bây giờ nếu bây giờ nằm đâu nằm đấy thì nó chán nó quá thì còn... Dạ vâng. Mà nhất là bác này tuổi bác không phải là cao. Đúng rồi. Mà lại bị đau nhưng không ngại được 2-3 tháng mà vợ lại chăm sóc hàng ngày từ miếng ăn đúng không? Đúng rồi. Đau nhiều. Đau nhiều. Lúc đó thì cái cơn đau của bác biểu hiện nặng nhất về ban ngày ban đêm? Ban đêm nhiều hơn. Ban đêm. Ban bác đêm. Đau ở bên nào nhiều? Đau nó chủ yếu là nó giật rồi dạ. Nó giật nâng rồi chân. Dạ. Cái triệu chứng đau của bác nó giật bác kể thì mình coi hơn được con được không? Nói chung là nó thì nằm xong rồi ở cái giường của mình là giường 1m6, 1m7 dạ. Thì một mình nằm thôi. Dạ. Nếu dụ là hai người nằm là không nằm được. Dạ. Mình còn vật bên nọ và vật bên kia được. Có nghĩa là nằm phải giờ mình. Mấy giờ mình được không là nếu hai người là không nằm được. Không nằm được. Thì hôm nay con phóng đến giờ phút này là mình đã kể cả là 3-4 người nằm được. Dạ vâng. Ăn ngủ ngon được. Ăn ngủ ngon. Và nhận đặc biệt là hiện không... tại bây giờ đang khoái rồi, bây giờ đã uống rượu ăn thịt chó bình thường. Vâng, cái việc phản rượu bia bác phải hạn chế cho con nhé. Rồi. Thì hôm nay con phỏng vấn hình ảnh của bác đã khỏi được 1 năm rồi. Trong tổng cộng điều trị 3 tháng ở nhà thuốc. Thì hôm nay con có dịp đi nhìn thực tế, con thay mặt nhà thuốc con cảm bác. Chúc bác và đại đình luôn khỏe nhé. Con chào bác ạ. Vâng. Con chào bác ạ. Xin chào thầy thuốc. Bác cho con biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, bác đang ở đâu? Tôi là Nguyễn Hồng Tháp. Dạ, vâng. Địa chỉ là đội 5, thôn 3, xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bác có tâm sự con đôi lời về con bệnh tật máy trước bác không ạ? Thì tôi cũng muốn chia sẻ, cũng cảm ơn bác sĩ. Trong quá trình vừa rồi, cách đây 4 năm là tôi điều trị ở trên đó. Hiện bây giờ là sức khỏe của tôi là rất là tốt. Là vâng. Hoạt động là các lĩnh vực là đều là được cả. Cho nên vâng, là... con hỏi tỉ mỉ hơn, ngày trước bác bị làm sao? Thời gian đấy là cách đây chừng độ 4 năm thì tôi cái bữa đấy là sau khi bị một đợt đau lưng thì rồi tôi lên bệnh viện ở trên Hà Nội thì là chiếu chụp thì lúc bây giờ thì bệnh cũng tương đối nặng rồi thì là xác minh ở trong bệnh viện thì họ tìm ra 4 bệnh. Cái thứ nhất là bị thoái hóa này, thứ hai nữa là phình đĩa đệm và xẹp đĩa đệm và bị thoát vị đĩa đệm. Sau khi bác chụp chiếu ở viện thì được bác sĩ chỉ định điều trị như nào?
Bác sĩ điều trị lúc bây giờ, thời điểm bây giờ là tôi sang là điều trị là sang điều trị đông y và lấn bóp. Thì trong quá trình tôi điều trị gần 2 tháng thì cũng thấy nó thuyên giảm, thế nhưng mà nói chung bệnh vẫn còn trầm, vẫn còn nặng, tức là lặng lè đi lại vẫn rất là khó khăn. Ngày trước bác đau nhiều thì bác có đi lại được không? Cái thời điểm đấy là nếu mà tự đi lại mà cảm tưởng đi một cây số thì bằng đi đi bộ là ngang với lại lên đến Hải Dương, lên trên tỉnh, loại thế rất là khó khăn. Về ngày về đêm nhiều, thường thường là tầm 5 giờ chiều tối và đêm 1-2 giờ đêm, không khí nó lạnh thì thấy nó bất giấc không ngủ được, rất khó khăn về vấn đề đi lại. Đau bắt đầu lan tỏa về bên nào nhiều? Nó chủ yếu là đau về bên chân bên trái. Lúc đó bác đau kéo dài bao thời gian? Thì thời gian đấy là kéo dài, đợt đấy giờ cũng bị lặng mất hơn 2 tháng. Mà tôi điều trị là lên Hà Nội và xong bắt đầu là tôi cũng nghe có người giới thiệu tôi đi Bắc Giang đấy. Nhưng trong quá trình đi Bắc Giang thì... Còn lên Bắc Giang điều trị pháp như nào? Thì cũng Bắc Giang thì bà đấy là bà ấy chữa theo bấm huyệt mới theo phép, như kiểu bị chạch bị xẹp thôi, à bị lệch thôi, chứ còn bệnh của tôi là nó do bị thoái hóa, nó biến tướng đi thì chữa nó không có hiệu quả. Thì là tôi lên 2 lần, thế nhưng mà thấy về thấy vẫn còn nặng nề, vẫn còn đau đớn lắm. Không, lúc đó bác đau nhiều như vậy thì bác đi lại có bình thường không? Không thể bình thường được. Lúc bây giờ là nó cong cong kiểu hình số 8 nổ. Đi lệch người không bác? Lệch quá nhiều. Mong đó mọi sinh hoạt là bác có người trợ giúp không? Mọi sinh hoạt thì nếu mà ăn uống sinh hoạt đi lại thì nó vẫn phải gắng gượng thôi, chứ nói thật là cũng chưa cần người phải hỗ trợ, thế nhưng mà là thấy khó khăn. Nói chung là đi lại quá khó khăn. Sau khi bác điều trị nhiều nơi không hiệu quả thì cơ duyên nào bác đi biết nhà thuốc chúng con? Thì là cũng là rất may là cái đợt ấy tôi đi Bắc Giang thì tôi về, thì là trong quá trình ấy thì tôi mở mạng tôi xem thì tôi thấy trên chỗ bác sĩ đấy thì là lương y Lại Văn Thoan và Lại Tiến Thạc, thì là tôi mở mạng cái thì là hôm sau là tôi lập tức là tôi bắt xe là tôi lên luôn. Đấy, thì là lên thì là sau khi mà khám thì thế là tôi lấy 4 tháng thuốc liền là về tôi uống, là trong quá trình là 4 tháng đấy là gần như là triệt để, loại là được khoảng độ 90% nữa. Thì là sau một thời gian khoảng độ tầm độ 6 tháng sau thì tôi lại điện cho thằng con rể lên, bởi vì tôi cũng cẩn thận là tôi lấy tiếp thêm 2 tháng nữa tôi uống. Thì là trong quá trình là đến nay là được 4 năm rồi, thế nhưng mà chưa thấy hiện tượng gì đau đớn cả, cũng như là vẫn đi lao động bình thường. Con hỏi tiếp bác là bác lấy nhà thuốc thì lý do gì bác lại lấy nhiều thuốc như vậy? Bởi vì là hôm ấy giờ là nói đúng ra là tôi chữa trên Hà Nội đâu có hơn được có 2 tháng rồi, gần hơn 20 triệu, thế mà về tôi hỏi bảo thế tiêu mỗi một tháng thuốc để uống hết bao nhiêu, thế bảo đồng chí bảo là mất có 2 triệu là cả thuốc đắp lần thuốc sao thuốc uống, thế là tôi cầm đi 8 triệu thôi, bảo lấy luôn 4 tháng luôn. Mới đầu nhà thuốc thì điều trị bệnh của bác thì bệnh tình nó giảm luôn hay đau lên? Thì trong quá trình uống độ tầm độ 13 đến 12 ngày thì thấy nó chuyển bệnh, thì thấy nó đau hơn, thế nhưng mà nó đau chỉ trong một vài hôm thôi, thì thấy nó sau khi 25 uống 25 ngày thì thấy nó dần dần thấy nó dễ chịu dần dần và ăn được ngủ được và cứ thế thôi uống thôi. Thì tổng cộng là bác điều trị 6 tháng nhà thuốc, bác có điều trị 4 tháng khỏi rồi. Đúng rồi. Cố gắng điều trị ổn định tiếp và khỏi rồi, bác lấy thêm 2 tháng nữa là bác điều trị đủ thêm đúng không? Đúng rồi. 6 tháng. Chính xác. Từ đó là bác khỏi được mấy năm rồi? Được 4 năm rồi. Bây giờ chẳng năng giờ bác còn đau được không? Bây giờ thì bình thường thì chưa thấy gì cả, không còn đau, vẫn thấy lao động bình thường. Lúc bác điều trị nhiều nơi không hiệu quả, cái tư tưởng của bác có thấy chán nản về bệnh tật không? Lúc bây giờ cũng là vẫn là có một cái hướng là tương lai hy vọng một chỗ nào đó là để cho có một cái phép màu, một cái thuốc nào nó kỳ diệu, thế nhưng cũng rất là may và là tôi xem trên TV truyền hình ấy là tôi thấy thế là tôi vẫn hy vọng là tôi vẫn chữa mà. Ngày trước bác đi nặng như vậy thì bác đi điều trị ở viện, chính ở viện có bác sĩ có tư vấn bác có mổ hay điều trị bảo bảo tồn?
Nói đúng ra là lên bệnh viện là họ là kêu mổ, thế nhưng mà tôi không mổ bởi vì tôi thấy ở người Việt Nam thì nên chữa thuốc nam, cho nên là cái phẫu thuật thì tôi có hỏi bác sĩ chất vấn ngay lúc đầu ấy, thì là bộ nếu mà mổ thì là ăn 50-50, thế mình mổ thế thì cũng không thể ổn rồi, thế là tôi phương châm là tôi chữa thuốc nam, người Việt Nam nên chữa thuốc nam. Hôm nay con về con phỏng vấn hình ảnh của bác sau 4 năm đã khỏi bệnh, thoát vị đẹp, xẹp và đẹp, phình đẹp. Và đặc biệt là bác bị hình như đẹp nữa. Đúng rồi, lúc bây giờ quá lặng, phải thời điểm ấy lặng, không đi bác được. Lúc bác khỏi bệnh như vậy thì cái trong cái thâm tâm bác có thấy vui sướng nhiều không? Ui trời, sướng quá chứ, quá sướng chứ. Bây giờ mình thấy cuộc sống mọi cái nó tốt đẹp, mà hai nữa mình còn tuổi này vẫn còn hoạt động, vẫn còn làm được thì nói chung là quá phấn khởi rồi. À, vâng. Hôm nay con cất công về Hải Dương, con phỏng vấn hình ảnh thực tế của bác và mình đã điều trị khỏi bệnh hạ thuốc được 4 năm rồi. Bác cảm nhận nhà thuốc còn điều trị bệnh các bác có hiệu quả không? Nói chung là mình cũng cảm nhận là lên trên đó nó có một cái là rất là tin tưởng, với lý do là uống thuốc thì tôi thấy nói chung là tôi cũng uống đã nhiều nơi rồi, thế nhưng mà thấy chỉ uống sau tầm độ 2 năm đến 30 ngày thì tôi thấy bệnh của tôi thấy nó chuyển mà nó nhẹ. Dạ, vâng. Cảm thấy nó sướng bởi vì dạ. Nói chung là đau đớn thì không ai mong muốn cả, nhưng mà khổ lắm. Thế dạ. Nhưng mà đến bây giờ thì cảm thấy nó cũng rất là thoải mái và dạ. Bình thường. Bây giờ bác mọi sinh hoạt hàng ngày bác còn đau không? Bây giờ thì thôi rồi, không thấy gì cả. Không gì trong 4 năm qua. Đúng rồi. Con hỏi tiếp là trong 4 năm qua thì bác có dùng bất cứ loại thuốc nào khác ngoài thuốc chúng con không? Chưa phải dùng thuốc gì cả. Dạ, vâng. Nếu như mà ấy thì khả năng là nếu mà muốn muốn bảo trì và bảo dưỡng thì khả năng 1-2 năm nữa tôi lại dạ. Lại lên nhà thuốc, rồi tôi sẽ lấy 1-2 tháng sau đó tôi lại bổ sung, bởi vì thực tế ra là mình có tuổi rồi thì cũng nó cứ nhông như cái cây, nó cũng dần dần nó yếu, thế nhưng mà xương khớp khả năng nó cũng khô dần, thì nếu mà ấy thì nếu mà cảm thấy mà ấy thì tôi lại lên tôi lấy tiếp thì để cho nó hỗ trợ bổ sung, để cho nó như kiểu là đến thời điểm mà dầu xích nên tra mỡ thế thôi, chứ còn thực ra trong người là rất là thấy thoải mái. Hiện tại là trong 4 năm qua nó không còn đau gì. Đúng rồi, không sử dụng thuốc gì bình thường, làm việc bình thường. Bác nghề nghiệp của bác là hiện tại bác làm nghề gì? Tôi thì chẳng làm gì đấy cả, tôi chỉ làm nông nghiệp thôi, nhưng mà cũng vất vả lắm, làm mấy mẫu ruộng hay mấy hai nữa là cũng làm thêm cái dịch vụ thôi, nói chung công việc nó cũng nặng nhọc chứ, nhưng mà thấy sức khỏe nó tốt rồi thì vẫn hoạt động bình thường không còn đau nữa. Rồi. Và hôm nay con xuống một hình ảnh của bác thì con không muốn nói hơn là cảm bác và chúc bác và đại đình mạnh khỏe nhé. Vâng rồi, cũng rất là gia đình cũng rất là cảm ơn nhà thuốc Nương Nghi lại Tiến Thạc và lại Văn Thoan, đúng ra là mà không gặp được thì thấy không biết là rồi nó như nào, thế nhưng mà rất là may tôi đi trên đó thì lại gặp thầy gặp thuốc, là tôi uống đến nay là rất là tốt, cũng dạ rất vâng. Là xin cảm ơn nhà thuốc dạ vâng. Đã có cái môn mà tôi chữa thì thấy nó hiệu quả và đắc lực, cũng như là hôm nay là vẫn là rất là đẹp dạ vâng. Sức khỏe rất tốt dạ vâng. Còn cảm ơn nhé dạ vâng.